Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây mà các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ năm ngày mùng 4 tháng 11 năm 2021 và theo âm lịch hôm nay là ngày 30 tháng 9 năm Tân Sửu, ngày này là ngày Bính Thìn, tháng Mậu Tuất năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ Hoàng đạo trong ngày như giờ canh dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc tư mệnh giờ nhâm thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc thanh long giờ quý tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc minh đường giờ bính thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc kim quỹ giờ đinh dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc bảo quang giờ kỷ hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc ngọc đường giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ mậu tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Kỵ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Tân Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Câu Trận, giờ Giáp Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Ất Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Chu Tước, giờ Mậu Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Bạch Hổ. Vài ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, xa trung thổ, ngày bính thìn, can sinh chi, nghĩa là họa sinh cho thổ, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, sa trung thổ, kỵ tuổi, canh tuất nhâm tuất ngày thuộc hành thổ, khác với hành thủy, đặc biệt là tuổi, bính ngọa, nhâm tuất thuộc hành thủy, không sợ thổ. Ngày thìn, lục hợp với dậu, tam hợp với tí, và thân, thành thủy cục, song với tuất hình thìn, hình mùi, hại mão, phá xỉu và tuyệt tuất. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi mậu tuất, nhâm tuất, nhâm ngọ, tuổi xung trong tháng, tuổi canh thìn, bính thìn. Vài các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao thiên đức, tốt mọi việc, sao nguyệt đức, tốt mọi việc, sao giải thần, đại cát tốt cho việc tế tự, giải oan, trừ được các sao xấu, sao ích hậu, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, sao mậu thương, tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho, sao thanh long hoàng đạo, tốt mọi việc. sau sáu trong ngày gồm có, sao nguyệt phá, sáu về xây dựng nhà cửa, sao lục bất thành, sáu đối với xây dựng, sao vãng vong, kỵ về xuất hành, cưới hỏi, cầu tài lộc, khởi công, động thổ. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng Tây Nam, tài thần, hướng Chính Đông. Và sau đây mà các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ năm ngày mùng 4 tháng 11 năm 2021 mà các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên mà các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ năm ngày mùng 4 tháng 11 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ năm này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là bạn tuổi tí trong ngày này đang có được báo hiệu đón nhận những tin vui trong công việc do bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp thân tí thìn phù trợ. Sau những nỗ lực không ngừng nghỉ, cuối cùng thì với bạn tuổi tí cũng đã nhận được những thành quả xứng đáng với mình đã bỏ ra. Trong ngày thứ năm này có sự xuất hiện của thiên ấn chiếu mệnh giúp cho bạn tuổi Tý khẳng định được năng lực của mình cũng như là vị thế của bản thân mình trong tập thể. Chắc chắn là con đường thăng tiến của bạn sẽ còn rộng mở hơn nữa. Vì vậy với bạn tiếp tục tuổi Tý cần phải tiếp tục phấn đấu vì mục tiêu cao xa hơn nữa. Tiếc rằng cái chuyện tình cảm của bạn tuổi Tý trong ngày thứ năm này lại chẳng được mấy tốt đẹp cho lắm khi bạn đang gặp ngày có thổ khắc thủy như ngày hôm nay với những bất đồng xuất phát từ những chuyện vụn vặt trong cuộc sống cứ âm ỉ tồn tại từ ngày này sang ngày khác bào mòn đi mối quan hệ của hai người vài tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim khẳng định được năng lực vị thế của bản thân mình tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy lứa đôi không tìm được tiếng nói chung tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa công việc được thuận lợi mưu sự dễ thành tử vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ sức khỏe bị ảnh hưởng ít nhiều tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc tình cảm gia đình không được mấy thuận hòa êm ấm Vài đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Thân, tuổi Sửu. Từ vi tuổi Sửu, thứ năm ngày mùng 4 tháng 11 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Sửu, cho chúng ta thấy là ngày hôm nay bạn tuổi Sửu đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Sửu Thìn tương phá, Các điều này ảnh hưởng không nhỏ tới vận trình của bạn trong ngày. Mối quan hệ gia đình của bạn mệnh tuổi Sửu trong ngày hôm nay không được mấy tốt đẹp với những tranh chấp, mâu thuẫn chưa thể hóa giải, chưa kể có những kẻ xấu bụng liên tục đổ thêm dầu vào lửa khiến cho tình hình càng trở nên tồi tệ hơn. Và trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Sửu, sự xuất hiện của chính tài nâng đỡ làm cho vận tình tài lộc của bạn trong ngày hôm nay lại có được sự khởi sắc. Với bạn tuổi Sửu đang có được nguồn thu nhập ổn định giúp cho bạn có thể thoải mái tận hưởng cuộc sống mà không cần phải lo lắng quá nhiều. Bên cạnh đó, vận trình ngày này bạn cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng, cái điều này làm cho sức khỏe của bạn cũng gặp ảnh hưởng ít nhiều, nhất là đối với những người có tiền sử về bệnh tim mạch, thiếu máu, bệnh về mắt hay là đường ruột cần phải lưu tâm, đừng có chủ quan lơ là bất cứ dấu hiệu cảnh báo về bệnh tật nào của cơ thể, dù là nhỏ nhất bạn tuổi xỉu nhé. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, tài lộc được tăng tín không ngừng. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, có kẻ xấu luôn chờ đợi cơ hội để hãm hại bạn. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, tiền bạc rụng rỉnh, chẳng lo túng thiếu. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, sức khỏe không đảm bảo, cần phải để tâm hơn. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, gia đạo bất ổn, tình cảm có nhiều mâu thuẫn. Vài đánh giá của bà tuổi Sửu trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Tý. Tử vi tuổi Dần, thứ năm, ngày mùng 4 tháng 11 năm 2021 xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi dần cho chúng ta thấy là bạn tuổi dần trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành dần thìn tư hỏi. điều này làm cho bạn tuổi dần gặp không ít chuyện vui công việc và sự nghiệp dần trở nên thuận lợi, suôn sẻ hơn nhiều với bạn. Bạn đang có được vận quý nhân ở ngay cận kề, giúp cho bạn có được những cơ hội phát triển bản thân, đặc biệt là bạn cần phải trân trọng lấy nó. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi dần, lại đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn mệnh khó tránh khỏi những chuyện thị phi, tranh quyền đoạt lợi ở chốn công sở ngày hôm nay. Và lúc này với bạn tuổi dần, cần phải cố gắng bình tĩnh, tỉnh táo và hành động thật sáng suốt thì mới mong có thể thoát khỏi được những rắc rối đang răng bẫy chờ bạn sẵn như vậy. Và trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi dần, lại đang gặp ngày có màu khác với thổ, các điều này làm cho bạn thường khó kiểm soát được cảm xúc của bản thân, thế nên bạn đừng có để uh, cho tâm trạng của mình bị ảnh hưởng, bạn hãy cứ thử sức với những điều mới mẻ, cùng nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống này bạn tuổi dần nhé. Vài tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy, cần phải tỉnh táo và sáng suốt để không vướng vào những rắc rối không đáng có từ vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa sự nghiệp trên đà phát triển quý nhân vượng vận từ vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ luôn dành cho bản thân một khoảng thời gian để nghỉ ngơi thư giãn hợp lý từ vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc cần phải học cách điều chỉnh và tiết chế cảm xúc tốt hơn từ vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim công việc được thuận lợi suôn sẻ hơn trước và đánh giá của bạn tử dần trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu xanh lam, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi hợi, tuổi tuất. Từ vi tuổi Mão thứ năm ngày mùng 4 tháng 11 năm 2021 xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi mão cho chúng ta thấy là bạn tuổi mão trong ngày này có thể gặp được quý nhân tam hội nâng đỡ giúp cho vận trình của bản mệnh trong ngày hôm nay được khởi vượng các mối quan hệ xã giao của bạn tuổi mão dần trở nên hài hòa hơn bạn có thể nhận được những phản hồi tích cực với những dự án kế hoạch mà mình đã ấp ủ từ lâu tuy nhiên ngày thứ năm này với bạn tuổi mão lại đang gặp ngày có kiếp tài giáng mệnh, điều này làm cho bạn cần phải hết sức thận trọng trong các quyết định liên quan tới tiền bạc ngày hôm nay, bởi chỉ một sơ suốt nhỏ thôi, mọi thứ sẽ tan thành mây khói, tiền trong túi cứ thế mất thắt thoát, không biết bao nhiêu mà kể ngày này với bạn tuổi mão cũng đang gặp ngày có ngũ hành mộc thổ xung khắc điều này cho thấy cái chuyện tình cảm của bạn không được như ý muốn đối với những bạn đang còn độc thân vẫn khó thoát khỏi được cảnh chăn đơn gối chiếc ngày hôm nay có lẽ nếu như bạn muốn có được tình yêu riêng cho mình thì bạn nên chủ động hơn nữa về tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy cần phải thận trọng với các quyết định liên quan tới tiền bạc tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa các mối quan hệ xã giao có được sự hài hòa tốt đẹp hơn tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ nên chủ động tìm kiếm tình yêu cho mình tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc Sức khỏe là mối quan tâm hàng đầu trong ngày hôm nay. Từ vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim, quý nhân giúp đỡ, vận trình thêm phần được hanh thông, xuân sĩ, và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mùi, tuổi tuất. Từ vi tuổi thìn thứ năm ngày mùng 4 tháng 11 năm 2021 xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi thìn cho chúng ta thấy là bạn tuổi thìn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành thìn thìn tự hình cái điều này khiến cho tâm trí của bạn trở nên buồn chán tồi tệ hơn. Có lẽ một cuộc sống trò chuyện, trao đổi sẽ giúp cho bạn tìm ra được những giải pháp phù hợp thay vì cứ quanh quẩn trong suy nghĩ mông lung của mình bạn tuổi thìn nhé. Và may mắn là trong vận tình ngày thứ năm này với bạn tuổi thìn, bạn lại đang gặp được ngày có thiên tài ghé thăm, sôi rọi cho vận trình tài lộc của bạn trong ngày hôm nay được sáng tỏ. Bạn tuổi thìn nhận được tin vui về tiền bạc bất ngờ, có thể là được ai cho tặng về tài sản, trúng số, trúng thưởng, có thể là có được một món quà gì bất ngờ cho mình ngày hôm nay nữa. Theo Hải Thượng Lạt Ông, hôm nay là ngày 30 tháng 9 năm Tân Sửu Ngày này, nhân thần ở phía ngoài khớp cổ chân, mép tóc, mắt cá ngoài chân. Vì vậy bản mệnh tuổi thìn nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mộ xỉa, châm chích tại vị trí này trong ngày hôm nay. Về tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa, tài lộc tăng tín, tiền bạc ùn ùn kéo đến. Từ vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ, những người có sức đề kháng yếu cần phải cẩn thận, kẻo bệnh tật đến lúc nào chẳng hay. Từ vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc, tâm trạng trở nên phiền muộn hơn khi đứng trước những khó khăn. Từ vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim, có cơ hội phát tài phát lộc nhanh chóng. Từ vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy, cần phải quan tâm tới sức khỏe nhiều hơn, đừng có lơ là chủ quan và đánh giá của bà tuổi thìn trong ngày thứ năm này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 3 sao giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cát tường màu vàng màu nâu quý nhân phù trợ tuổi dậu tuổi tý tuổi thân Từ vi tuổi tỵ thứ năm ngày mùng 4 tháng 11 năm 2021 xem vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi tỵ cho chúng ta thấy là bà tuổi tỵ trong ngày này đang gặp được ngày có thực thần độ mệnh cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi tỵ không cần phải lo lắng về vấn đề tiền bạc ngày hôm nay nhất là đối với những ai làm nghề tự do kinh doanh buôn bán nếu như bạn chớp lấy được thời cơ thì có lẽ sẽ có được thêm một khoản thu nhập kha khá về cho mình cái chuyện tình cảm của bạn tuổi tỵ trong ngày hôm nay đang có được báo hiệu sẽ gặp được nhiều thuận lợi khi bạn đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Đối với những bạn đang còn độc thân, có sự vui vẻ khi tham gia hoạt động, giao lưu, kết bạn, nhờ đó mà bạn có được cơ hội tìm thấy được một nửa của đời mình và nhân duyên bất ngờ khiến cho ai nấy cũng phải ngạc nhìn trầm trồ về bạn xem lịch và nin hôm nay với bạn tuổi tỵ thích hợp để cho bạn làm nhiều việc quan trọng. Cụ thể là bạn có thể tiến hành thực hiện những công việc như là chôn cất, tu bổ về mồ mã, chỗ cửa, khai trương, xuất hành, các vụ việc làm thủy lợi. Và ngày hôm nay, ngày có nhiều sao tốt như là sao thiên đức, sao nguyệt đức, sao giải thần, sao thanh long. Bạn nên tạo dựng nhà phòng, nhập học, cầu tài lộc, cầu công danh cũng rất thuận lợi bạn tuổi tỵ nhé vài tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa các chuyện tình cảm được hài hòa đôi lứa gắn kết yêu thương tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ có thể tiến hành thực hiện một vài công việc quan trọng ngày hôm nay tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc đừng có để lỡ mất nhân duyên tốt đẹp của đời mình tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim vận may về tài lộc tìm đến hãy nhanh chóng đón lấy tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy cơ thể xuất hiện những dấu hiệu bất thường cần phải thăm khám kịp thời. Và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu hồng, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi giàu, tuổi Thân. tử vi tuổi ngọ thứ năm ngày mùng 4 tháng 11 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi ngọ cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi ngọ trong ngày này đang có điểm báo phải đối mặt với không ít những khó khăn, trở ngại, thách thức trong ngày hôm nay do thương quan xuất hiện gây ra công việc của bạn tuổi ngọ bị cản trở, các mối quan hệ xã giao có nhiều hướng đi xấu, các mối hợp tác vì lợi ích mà quay lưng khiến cho bên đôi bên nảy sinh những tranh chấp, khó lòng, hòa giải. Và trong thời điểm này với bạn tuổi ngọ, tốt nhất là bạn nên dừng lại để suy nghĩ, xem xét một cách kỹ lưỡng hơn, đừng có để cho sự cao ngạo, hiếu thắng chi phối tới các quyết định của bạn trong thời điểm này khi ấy sai suốt là điều khó có thể tránh khỏi ngày thứ năm này với bạn tới ngọ bạn lại đang gặp được ngày có ngũ hành họa thổ tương sinh cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm gia đình của bạn trở nên hài hòa hơn trước khá nhiều với những hiểu lầm được tháo gỡ đôi bên dần hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn sợi dây gắn kết ngày càng bền chặt hơn sau những sóng gió thử thách của cuộc đời vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim sức khỏe có dấu hiệu cải thiện đáng kể tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy công việc gặp nhiều trở ngại cần phải bình tĩnh mới có thể nhanh chóng vượt qua tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa tình cảm gia đình có được sự hài hòa hơn tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ mối quan hệ xã giao không được mấy tốt đẹp tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc nên tỉnh táo trước khi đưa ra quyết định đừng có để sai lầm xảy ra và đánh giá của bà tứ ngọ trong ngày thứ năm này sự nghiệp 3 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ màu sắc cát tường màu đỏ màu tím quý nhân phù trợ tuổi tuất tuổi dần tuổi mùi Từ vi tuổi mùi thứ năm ngày mùng 4 tháng 11 năm 2021 Xem vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi mùi, cho chúng ta thấy là bà tuổi mùi trong ngày này đang gặp ngày của cục diện ngũ hành tứ hình sông thìn tút xỉu mùi. Cái điều này làm cho bà tuổi mùi đang có điểm báo cần phải tập trung vào công việc của mình, kéo lại có những rắc rối, sai sót có thể sẽ đến với bạn bất cứ lúc nào. Và bạn tuổi mùi nếu gặp phải vướng mắc nào bạn cũng đừng có ngần ngại nhờ tới sự giúp đỡ của những người có kinh nghiệm đi trước. Họ sẽ chỉ đường dẫn lối cho bạn vượt qua một cách dễ dàng hơn. Trong ngày này, nguồn thu nhập của bạn tuổi mùi, đặc biệt là thu nhập chính của bạn mệnh khá ổn. Bạn đang có được chính tài ghé thăm với những nỗ lực không ngừng nghỉ, với bạn tuổi mùi xứng đáng nhận được những thành quả xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra xem lịch vạn niên hôm nay là ngày 30 tháng 9 năm tân sửu ngày này với bà tuổi mùi không nên trị bệnh ở đầu do đó bản mệnh không nên đụng chạm tới vị trí này ngày hôm nay về tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim không phải lo lắng nhiều về vấn đề tiền bạc tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy thiếu đi sự tập trung khiến cho công việc dễ bị trì trệ sai sót tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa tài lộc ổn định thu nhập trên đà tăng tín tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ không nên trị bệnh ở đầu trong ngày hôm nay tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc rắc rối có thể sẽ đến bất cứ lúc nào và đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ năm này sự nghiệp 3 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ màu sắc cát tường màu trắng màu ánh kim quý nhân phù trợ tuổi ngọ tuổi mão, tuổi hợi. Tử vi tuổi thân thứ năm ngày mùng 4 tháng 11 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi thân cho chúng ta thấy là bà tuổi thân trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp thân tí thìn phù trợ điều này làm cho công việc của bà tuổi thân trong ngày hôm nay trở nên hanh thông thuận lợi suôn sẻ hơn trước rất nhiều với bạn tuổi thân, bạn nhanh chóng hoàn thành được các nhiệm vụ giao phó mà không gặp phải trở ngại nào quá lớn. Tuy nhiên, trong ngày hôm nay với bạn tuổi thân lại đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này cảnh báo bạn mệnh tuổi thân cần phải tránh đối đầu với những người có chức quyền trong xã hội. Với bạn tuổi thân sẽ phải bị tổn hại không ít nếu như cứ tiếp tục khăng khăng làm theo ý của mình nữa đó và trong ngày thứ năm này với bạn tuổi thân bạn đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng cái điều này cho thấy nhân duyên của bạn làm cho bao nhiêu người rất ngưỡng mộ đối với những cặp đôi đã đến giai đoạn chín mồi và thời điểm này bạn hãy cùng nhau thảo luận về tương lai của cả hai đối với những bạn đang còn độc thân thì cần phải mở rộng lòng mình ra thì sớm muộn cũng sẽ tìm được một nửa cho mình vài tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy nên lắng nghe ý kiến đóng góp của mọi người xung quanh tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa tình cảm gia đình trở nên tốt đẹp hơn trước khá nhiều tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ thời tiết thất thường khiến cho bạn dễ mắc phải các bệnh liên quan tới đường hô hấp cần phải đề phòng. Tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc không nên đối đầu với quan chức chính quyền. Tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim tình cảm đến giai đoạn chín mùi có thể tính tới chuyện về chung một nhà nữa rồi. Và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu ánh kim, quý nhân phù trợ, tuổi thìn, tuổi tí, tuổi tỵ. Tử vi tuổi Dậu, thứ năm, ngày mùng 4 tháng 11 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi Dậu, cho chúng ta thấy là bà tử dậu trong ngày này đang gặp được ngày của cục diện ngũ hành thìn dậu lục hợp cái điều này sẽ tiếp thêm sức mạnh cho bạn tử dậu trong ngày hôm nay để thực hiện các dự án các chương trình mới một cách thuận lợi hơn với những kế hoạch được đề xuất của bạn nhận được sự ủng hộ của mọi người xung quanh ngoài ra trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi dậu bạn cũng đang gặp được ngày của chính quan độ mệnh cái điều này còn giúp cho vận trình sự nghiệp của bạn mệnh ngày một phát triển tích cực hơn với tinh thần trách nhiệm cao, bạn tuổi Dậu sẽ ghi điểm được trong mắt cấp trên và đồng nghiệp. Một vị trí cao hơn sẽ dành cho bạn trong thời gian tới. Bạn hãy chờ đợi thêm bạn tuổi Dậu nhé. Trong ngày này, bạn tuổi Dậu lại đang gặp được ngày có Kim Thổ tương sinh. Các điều này báo hiệu cho bạn đang có được sức khỏe tiến triển theo chiều hướng khá tốt trong khoảng thời gian này. Bạn tuổi Dậu cần phải tiếp tục giữ vững về tinh thần chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao để cho cơ thể phục hồi lại một cách nhanh chóng hơn. Vài tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy, đừng quên xem xét kỹ lưỡng mọi vấn đề, hành động cẩn trọng. Tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa, sức khỏe cải thiện đáng kể. Tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ, mọi việc diễn ra vô cùng thuận lợi. Tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc, đừng có tự cô lập bản thân mình với mọi người xung quanh từ vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim cơ hội để bứt phá à, để vươn lên vị trí cao hơn của bạn đã đến và đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ năm này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ màu sắc cát tường màu vàng màu xám quý nhân phù trợ tuổi tỵ tuổi sửu tuổi thìn tử vi tuổi tuất thứ năm ngày mùng 4 tháng 11 năm 2021 xem vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi tuất cho chúng ta thấy là bà tuổi tuất đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung thìn tuất xỉu mùi cái điều này sẽ mang đến cho bạn những ảnh hưởng xấu tiêu cực trong vận trình của bạn ngày hôm nay với những ý kiến bất đồng tranh cãi và mâu thuẫn cứ mãi tiếp tục khiến cho tâm trạng của bạn bị ảnh hưởng không hề nhỏ bên cạnh đó trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi tuất lại đang gặp được ngày có thiên tài ghé thăm cái điều này sẽ giúp cho bạn có thể đón nhận được về tay những khoản thu nhập bất ngờ số tiền tuy nhỏ nhưng bạn mạnh cũng đừng vì thế mà tiêu xài một cách phung phí tiết kiệm chính là bí quyết giúp cho bạn vượt qua được những giai đoạn đầy trong gai thử thách như thế này bạn tuổi tuất nhé và ngày này á xem tử vi cho thấy Đối với những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển các vị trí đồ đạc hay là tiến hành sửa chữa, đục đẽo bởi việc làm này có thể làm động tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi. Về từ vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa tiết kiệm là bí quyết giúp cho bạn vượt qua được giai đoạn khó khăn. Từ vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ tinh thần mệt mỏi, sức khỏe chưa có nhiều tiến triển. Từ vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc, nếu thấy bất cứ dấu hiệu bất thường nào của cơ thể thì đừng có bỏ qua nên đi khám bác sĩ càng sớm càng tốt. Từ vì tuổi canh tốt thuộc mệnh kim, may mắn liên quan tới tiền bạc, hãy chấp lấy thời cơ. Từ vì tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy, công việc khó bè được thuận lợi khi có những mâu thuẫn, tranh chấp nảy sinh. Về đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu vàng, của nhân phụ trợ, tuổi ngọ, tuổi mão, tuổi dần. Từ vi tuổi hợi thứ năm ngày mùng 4 tháng 11 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi hợi cho chúng ta thấy là bà tuổi hợi đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh. Cái điều này sẽ giúp cho bà tuổi hợi dễ dàng khẳng định được vị thế của mình trong tập thể ngày hôm nay. Với bà tuổi hợi, năng lực của bạn được chứng minh nhất là đối với những ai đang làm trong những lĩnh vực như là nghệ thuật, nghệ sĩ, y học, luật sư, dịch vụ hay là ngành nghề tự do. Với bà tuổi hợi, với sự phản ứng vô cùng nhanh nhạy và linh hoạt trong cách xử lý các vấn đề bất ngờ phát sinh giúp cho bạn tuổi hợi có thể nhận được sự tin tưởng của cấp trên và đồng nghiệp và đây là bước đẹp để cho bạn bứt phá hơn nữa trong tương lai bạn à, tuổi hợi đừng có bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào xuất hiện trước mắt mình ngày hôm nay bạn tuổi hợi nhé và ngày này với bà tuổi hợi, bạn lại đang gặp ngày cung ngũ hành, thủy thổ, xung khắc. Cái điều này làm cho chuyện tình cảm của bạn lại không được như ý muốn. Mối quan hệ giữa bạn với người ấy khó tránh khỏi được sự bất hòa, sự căng thẳng. Chưa bao giờ trùm lấy tất cả khiến cho đôi bên cảm thấy ngọt ngạt, sự đổ vỡ ly tán chính là điều tất yếu có thể xảy đến với bạn. Bạn tuổi hợi cần phải cẩn trọng, giữ gìn mối quan hệ của mình đang có. Vài tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa nhận được sự tin tưởng của cấp trên. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ, cơ thể mệt mỏi, có thể có những dấu hiệu về bệnh tật nên theo dõi và đề phòng. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc, tình cảm lứa đôi có nhiều trục trặc. Tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim, năng lực được chứng minh, vị thế của bạn được khẳng định. Tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy, có nguy cơ đổ vỡ về chuyện tình cảm có thể xảy ra. Về đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi mão, tuổi dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.